Mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Lại tiếp tục đến với kênh bonsai Lại Nguyên của em ngày hôm nay. Giao lưu cũng đa dạng mặt hàng phong phú với bà con của mình nha. Mến chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh bonsai Lại Nguyên của em ngày hôm nay nha. Tiếp tục hôm nay làm clip thứ 263 nha bà con. Em cũng giao lưu một số loại mặt hàng đồ đồng xưa cũ nha, và một số loại tranh chanh nha. Để giao lưu qua số điện thoại của em là 0772 877278 nha. Thì em cũng là ngày chủ nhật cuối tuần, em cũng xin chúc bà con nghỉ một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình nha. Và đầu tiên cho em xin giới thiệu là mã số 1T nha bà con. Đây là mã số 1T, thì em có cái ba mẫu nha. Thứ nhất là một cây gậy gồng, thứ hai là có hai cái quýt nha, quýt cọp và quýt quýt gồng nha. Thì mỗi món đều có cái giá khác nhau, em đo thông số em báo giá cho bà con mình nha. Chiều dài cây gậy này là 87 nha bà con. Đây 87. Đây cái đường kính này là khoảng 6 phân nha. Cây gồng cái này mình dặn gờ được nha bà con. Đây bằng đồng nguyên chất hết nha, này mình dặn gờ được nha. Rất là đẹp này, mình về trà đánh bóng là nó sáng rồi nữa nha. Này mới có trà sơ thôi, rất là đẹp nha bà con. Cây gậy này thì giá 1 triệu mốt thôi nha. Cây gậy này giá 1 triệu 100 ngàn nha bà con. Còn cái quýt này là quýt cọp. Đây rất là đẹp luôn, chạy bằng cơ dây thiều nha bà con. Mình dặn như thế là nó mình chỉnh dây chỉnh giờ được nha. Đây. Bà con mình mua đi rồi nữa em sẽ chỉnh đúng giờ đây, mình vào. Chỉnh như thế này nó chạy nha. Còn quýt này là quýt gồng. Đây quýt gồng nha bà con, nào mình tuổi nào thì mình chọn quýt đó, rất là đẹp nha, rất là tốt luôn. Đây, cái này nó chạy bằng cơ nha. Cơ đang chạy đây bà con xem đây. Chạy bằng dây thiều chứ phải bằng pin nha bà con. Cái một cái thì 500 ngàn nha. Bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn, còn cái gậy là 1 triệu mốt nha bà con. Đây, rất là đẹp luôn nha. Rồi, tiếp theo là mã số 2. Đây, mã số 2 là một cặp cua. Đây, một cặp cua bằng sớm nha. Bằng gốm sứ rất đẹp luôn. Đây cặp cua này mình trưng trong nhà rất là đẹp, như thế này cũng già đờ tuổi nha bà con. Đây chiều dài con cua khoảng 9 phân thôi nha, chiều ngang nó khoảng là 6 phân. Cua này cũng tương đối nhỏ thôi chứ không lớn nha bà con. Cua này là cua đá nha, không phải là cua đồng. Đây rất là đẹp luôn, cua đồng một lát nữa em sẽ tới review cho bà con mình xem nha. Đây rất là đẹp luôn. Đây dưới đây nha bà con, này nó nổi nó lên dầu quỳ hết rồi nha. Cặp cua này giao lưu bà con giá 400 ngàn thôi nha, 400 ngàn đồng thôi, rất là đẹp nha bà con. Đây hàng mình trưng sưu tầm nha. Rồi tiếp theo là mã số 3. Đây số 3T nha. Đây em còn 4 cái chén nha. Đây em có 4 cái chén là bát quái, rất là đẹp luôn nha bà con. Đây chén này bằng đồng nguyên chất nha, rất là dày. Này mình về mình chà bóng lên nó rất là sáng nha. Đường kính là 10 phân nha bà con. Một cái là đường kính 10 phân chén bát quái nha. Đây rất là đẹp luôn. Dưới đây. Đây âm thanh thì rất là vang nha. Đây. Rất là đẹp, rất là trong. 4 cái chén nha bà con. 4 cái chén này thì cân nặng là khoảng 1 kg 1 nha. 1 kg 1. Cái đáy này rất là đẹp nha bà con, làm tích liền lạc hết nha. Một cái là 800 ngàn nha. Một cái là 800 ngàn. Đây rất là đẹp luôn nha bà con, mình mua lẻ em cũng giao lưu bà con luôn. Mã số 4. Đây mã 4T là cái sông trầm mini nhỏ nha. Bắt quái này em để giá hữu nghị mềm cho bà con mình luôn đi. Chiều cao nó là 5 phân thôi. Đường kính trên là 6 phân nha. Cái này để bà con giá mình 200 ngàn đồng thôi nha, đồng nguyên chất luôn. Đây có hình bắt quái trên nha bà con, 200 ngàn thôi. Đây rất là đẹp nha. Tiếp theo là mã số 5. Đây số 5 là một cái chén như ý nha. Đây rất là đẹp luôn nè, em có một sưu tầm được một cái nha bà con. Đây chiều cao này là 5 phân đi nha, đường kính là 12, rất là đẹp nha bà con. Đây qua giăng đắp nổi hết luôn nha, rất là đẹp, làm tích liền lạc nha. Giá là 900 ngàn thôi nha bà con, 900 ngàn đồng bao ship cho bà con mình luôn. Rồi tiếp theo là em có một cái tô rất là đẹp luôn, mã 6T. Đây cái tô này là tô Phật Bát La Hán nha, tô bằng đồng nha bà con, rất là dày, đường kính là 18 nha. Đây rất là đẹp luôn nha bà con. Đây chính giữa là một chữ tàu nha, chữ phước, chữ lộc gì đó nha bà con. Rất là đẹp luôn, đây mặt bên dưới đây. Rất dày, rất là nặng nha bà con. Đây, rồi vòng xung quanh đây là những vị La Hán nha. Cân nặng 1 kg 1 nha. Đây, cân nặng 1 kg 1. Cái này to nha. Cái đường kính đế là khoảng 7 phân nha bà con. Đây, rất là đẹp luôn này. Mình về mình chà đánh bóng nó sáng như là bộ lư luôn nha. Rất là đẹp. Giá 1 triệu 900 ngàn đồng thôi nha bà con. 1 triệu 900 ngàn đồng. Lớn nha, con này rất là lớn nha. Rồi đến với mã số 7. Đây mã số 7T nha. Một cái bình rượu rất là đẹp nha bà con. Bình rượu bằng đồng lắp cây bạc nha. Đây một bộ nó luôn, em có 3 cái chén đây, nó chỉ thiếu là cái khay thôi. Đây 4 cái chén, 4 cái chén nha bà con.
Đây. Chiều cao này là 16 nha. Hoành tổng. Đây còn cái hoành tổng này khoảng 45. Rất là đẹp luôn bà con xem kỹ giùm em, đồng lắc cho bạc nha bà con. Này dùng trà đánh bóng rất sáng rất đẹp nha. Đây bốn cái chén. Nguyên một bộ như vậy á thì em giao lưu với bà con nha, có giá là 2,3 triệu thôi nha. Quay bên đây nguyên một bộ luôn thì 2,3 triệu. Đây bà con mình xem kỹ giùm em, một cái chén đường kính của nó là 6 phân. Chén rất là dày nha. Chén bốn mùa nha bà con. Đây chén bốn mùa nguyên một bộ luôn. Rất là đẹp nha bà con. Đây mà. Nếu mà chốt cái bình không là bao nhiêu rồi chén? Cái bình không là 1,5 triệu nha bà con. Bình là 1,5 triệu, còn chén là 200.000 đồng một cái nha. Chén đỏ bạc này là 200.000 một cái nha bà con. Rất là đẹp nha. Còn nguyên bộ gì của nó là 2,3 triệu. Đây bà con mình lấy nguyên bộ thêm còn giảm tí cà phê cho mình bà con mình nữa nha. Rồi, tiếp theo là mã số 9. 9T là em có hai cái đồng xưa nha, đồng tiền xưa. Đây đồng nữ thần tự do này là 1908 luôn nha. Cái đường kính này là 8 phân. Rất là đẹp luôn nha bà con. Đây mặt phía sau đây, cái mặt trước mặt sau đây. Rất là đẹp nha, nữ thần tự do. Một cái là 400.000 nha bà con, một cái 400.000 nha. Bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đây cũng nghỉ luôn. Đây tiếp theo là mã số 10. Số 10 là con cua đồng đây, rất là đẹp luôn. Đây. Mã số 10 nha bà con, cua đồng rất là đẹp nha. Đây. Con mình xem kỹ giùm em. Cái màu đồng của nó là dòm mà con mình biết là nó rất là chắc nha, rất là đẹp. Đây, nó cái này tụi em vừa chùi sáng lên đó bà con. Này mình vừa chùi thêm nữa, nó rất là đẹp luôn. Đây nguyên một con cua đồng, giữ tiền luôn nha, kẹp tiền về nhà cho bà con luôn. Chiều cao là 28. Đường kính này là 53. Hoành tổng anh ơi. Ở hoành tổng 53 nha. Rất là đẹp luôn, mặt dưới chân đây. Đây làm tích liền lạc hết luôn nha. Sau lưng nó có đóng cái mặt chữ gì, chữ phước hay chữ lộc gì đó nha bà con, rất đẹp nha. Đây con cua rất là đẹp, cân nặng là tới 3,4 kg luôn nha bà con. Đây 3,4 kg luôn nha, đồng nguyên chắc trong bao cho bà con mình luôn nha. Bà con mình về, trước khi về bà con mình kiểm tra hàng giùm em, cái nào không phải đồng thì bà con mình báo giùm em nha, để em giải quyết cho bà con mình nha. Đây rất là đẹp luôn nha bà con, mã số 10. Rồi giá nó là 2,7 triệu nha, 2,7 triệu đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Rất là đẹp nha bà con. Màu đồng mình trà sáng lên là nó sáng như vậy đó nha, giống như là bộ lư luôn. À, tiếp theo là em có 3 cái mâm. Đây mã số 11T nha, 3 cái mâm thì 3 mẫu khác nhau. Đây bằng đồng nguyên chắc hết luôn, mâm treo tường nha bà con. Cái này là Tứ Linh, Long Lăng Quy Phụng nha. Đường kính là 52, cân nặng cũng 1,2 kg, 2,3 kg đi nha. Đây mấy cái này là đều có móc treo tường hết. Rất là đẹp luôn, Long Lăng Quy Phụng nha, xung quanh là 12 con giáp bà con mình xem kỹ giùm em. Đây mặt phía sau lưng đây. Rất là đẹp nha bà con. Đây còn cái này là rồng phun nước. Cái này là rồng phun nước nha bà con. Đây rồng phun nước bà con mình xem kỹ giùm em, rất là đẹp luôn, một con rồng đây. Đây bức tranh rất là đẹp nha, bằng đồng luôn nha. Cũng tương đương thôi, chiều cao cân nặng kích thước cũng tương đương nha. Đây giá cũng là 1,3 triệu đồng một cái thôi nha bà con. Cái này là chín rồng nha. Rất là đẹp luôn, mâm chín rồng. Đây, con xem kỹ giùm em. Cũng là móc treo tường luôn, nhà hàng nhập nổi nha. Rồi 1,3 triệu đồng một cái, bà con mình chốt mẫu nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại giùm em nha. Em sẽ chốt mẫu đó cho bà con mình nha, em có 3 mẫu thôi. Đây rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo là em. Đây tiếp theo là mã số là 12 nha. Đây em có một cây quạt rất là đẹp luôn, cậu bé Dưỡng Châu. Đây. Cậu bé Dưỡng Châu tấm quạt này là để xuống đi. Cẳng sà cừ nha bà con. Cẳng sà cừ chanh xưa nha. Thằng này cũng có tuổi đời khoảng 30 năm, bảo đảm cho bà con mình luôn nha. Chiều dài là 61. Còn cái đường kính dài này là 34 nha bà con. Cậu bé ngồi chân châu rất là đẹp này, nó khẩm sà cừ hết rồi nha bà con. Rất là đẹp nha. Đây để treo tường, hàng treo tường nha. Có móc còn treo tường luôn đây. Làm tích liền lạc hết, không hề bị mục hay là bể chỗ nào nha bà con, yên tâm nha. Giá là 800.000 nha. Bức tranh này giá 800.000 bao ship cho bà con mình luôn. Đây. Mã số 13. Đây mã số 13T nha. Đây là một bức tranh anh hùng tương ngộ rất là đẹp nha bà con. Đây anh hùng tương ngộ bà con mình xem kỹ giùm em. Móc sà cừ hết rồi toàn bộ. Dòm rất là đẹp nha. Đây. Chiều cao này nha bà con, chiều cao bức tranh là khoảng là 50 đi. Em lại nằm xuống dễ đâu. Đây, nằm cho bà con mình xem ha. Rồi, chiều dài này là 80. Đây, đại bàn dòm con hổ nha, dòm rất là đẹp nha bà con. Dòm rất có hồn nha. Đây, anh hùng tương ngộ. Mấy này là ta đã khả mất sự cờ hết rồi, về bà con kiểm tra giùm em nha. Bảo đảm cho bà con mình luôn, rất là đẹp nha.
Đây đều làm tích liền lạc hết này, em chưa chà bóng lên nó còn dính bụi nha. Cái này thì giao lưu bà con giá là 2 triệu đồng thôi, bao ship toàn quốc luôn nha. Hàng mình treo tường lên bức tường mình giờ nó rất là sang trọng và đẹp luôn nha bà con. Giờ nó rất là đẹp luôn nha. Đây bà con mình hình dung lên nha. Rồi. Tiếp theo là mã số 14 nha bà con. 14 cũng là một bức tranh. Đây một bức tranh lông phụng nha. Đây cũng khảm ốc sờ cờ rất là đẹp luôn. Đây. Phía giữa là một trái trâu nha, lông phụng xung quầy. Đây chiều dài này nha bà con, chiều dài là đây chiều dài bức tranh là 60. Còn cái chiều xuôi này là 13-19 nha. Rất là đẹp. Bà con dòm đây, những đường nét người ta làm rất là đẹp nha bà con, rất là nghệ thuật nha. Đây. Giờ bóng thấy hình luôn nha. Cái này mình chưa đánh bóng lên thêm nữa nha, chưa có chà vệ sinh lại nha. Đây rất là đẹp luôn, hàng treo tường. Mặt sau đây, mình có cái móc mình treo tường lên nha. Thành tích liền lạc hết. Đây rất là đẹp. Rồi giá cái này giao lưu bà con 1 triệu mốt thôi nha, 1.100.000. Đây rất là đẹp, rất là vừa mình sưu tầm luôn, hàng xưa nha bà con. Bảo đảm bà con hàng xưa nha. Tiếp theo là mã số 15 là một bộ tranh cũng cuối clip hôm nay nha. Đây là bộ tranh là chùa một cột nha bà con và ba cô gái. Này là nó bốn bức LG nha. Đây tranh ghép nha bà con. Đây chiều cao này là 48 nha. Chiều dài một bức là 20. Còn nguyên bức dài này là 80 nha bà con. 80 nha. Đây chùa một cột dòm rất là đẹp, khảm ốc sờ cừ hết luôn nha. Đây rất là đẹp nha bà con. Hàng đáng sưu tầm nha, những cái đều có cái móc sau lưng để bà con mình treo tường hết luôn. Bà con xem kỹ giùm em. Đây cái này em để giá hữu nghị cho bà con mình luôn đi nha. Đây em cũng để giảm giá bà con mình cái này 1.500.000 thôi. Đây bán bao ship toàn quốc luôn, bà con mình về kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha. Đồ nguyên dạng làm tích, không hề bị bể một lớp giá chỗ nào thì bà con mình nhận. Không đúng đồ thì bà con mình đúng đồ bà con mình mới nhận nha. Rất là đẹp. Đây bao ship toàn quốc luôn. Cái nào cũng là cuối clip nha bà con. Thì cây kiển Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con, rất cảm ơn bà con thời gian vừa rồi đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Em xin hẹn lại clip tiếp theo, xin kính chào. Mến chào tạm biệt quý bà con nha. Và kênh Bonsai Lê Nguyên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bà con trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ rất nhiệt tình cho shop của chúng em ha. Shop chúng em sẽ luôn cố gắng săn tìm những mặt hàng mới lạ đẹp để giao lưu cùng với bà con của mình nha. Mến chào và tạm biệt ạ.